Ôi, có cái mặt sau đời kìa. Trời ơi, gương mặt sau đời. Sao gương mặt sau đời dữ vậy? Nói mẹ nghe coi. Sức khỏe. Đắng ghê ghê. Lấy chân ra coi để cho cô chú thấy chay coi. Boobies. Hết bảy không à? Boobies. Chị nói cho cô chú nghe coi chị chuẩn bị gặp ai. Boobies gặp ba. Đúng rồi. Boobies ơi, Boobies gặp ba. Mẹ, mẹ với ba với chay hẹn nhau đi ăn đó. Ăn gì? Ăn biết luôn. Không ăn không biết luôn hả? Đi ăn trưa. Trưa. Ừ. Đi tắm. Đi tắm gì? Ờ quên nữa, mẹ nói cho mẹ, mẹ phải thay đồ nữa. Hôm nay là tính đi tắm mà vô chỗ tắm cái cúp điện bà nó rồi. Giờ phải thay đồ ra cho chay nè. Không. Sao không? Giờ mình đi chỗ bình thường mình đâu có được mặc đồ đó. Hiểu không? Không mặc đồ. Không mặc đồ hả? I can be in beside. Không bính rồi, mặc không bính rồi. Nó ủa thương mặt này. Ai giá hướng mặt em không? Hướng mặt ai giá quá đi, ai giá ơi. Ai tui 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 ai á, con của ai á, con của ai á. I love you chị đi. I love you chị đi. What you say? Can you say I love you too mommy? Hỉ mũi sao, hỉ mũi sao, hỉ mũi sao. Wow. Ooh, that looks good. Mm. Is that mine? No, it's mine. That looks better than what I'm gonna get. No, same. No, but yours is just a. Ai đây? Ai á? À, chay mới ngủ dậy á cô. Ai á? Ồ, chay nó ngủ rồi, chay ngủ rồi cô chú ơi. Em bé bồng bồng hai ma bé hồng hồng. Trời ơi, khóc sao bây giờ làm được. Nè, coi cho cô chú coi con bây giờ em bé mà em bé khóc làm sao? Em bé khóc là sao? Nó lãm mặt kỳ vậy. Làm mặt gì mép xẹo mới sụm nha, mặt mặt cái gì mới xẹo. Nó làm mặt cái mép xẹo mới sụm. Em bé, mẹ em bé khóc làm sao, nói cho mẹ nghe coi. Em bé khóc làm sao? Em bé gãy bụng á hả? Em bé gãy bụng vậy hả? Em bé gãy bụng. Rồi, rồi hồi nãy mày chở đi đâu? Nói cô chú nghe coi, hồi nãy mày chở đi đâu? Nãy mày chở chạy đâu? Nãy mày đi đâu mà mua quá trời son môi luôn. Đi đâu? Rồi giờ nhớ tới son môi rồi đó. Son môi đâu? Son môi cho nó hả? Đâu có đông phải của con đâu. Cái bộ của con đâu? Bộ người ta cho đâu? Cái mỏ của nó còn dính son môi đó. Nên là cái mỏ nó nhìn vậy đó. Thế là cô chú chưa? Thế cô chú con đang ăn cái gì? Ăn trứng hả? Dạ, mấy ngày nay là lâu lắm mà chị mới ăn cơm lại trứng với cô chú nha. Nhưng mấy là chị ăn hả, cơm với canh không, canh mẹ hầm xương rồi đó. Giờ ha, tôi nó đang ở trong phòng nó nghe mùi trứng đó, cái nó chạy ra nó hít cái mũi lên. Thơm 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 phải không con? Thơm, thơm không con? Thơm không? Ăn ngon phải làm sao? Ăn ngon thì làm sao? Ăn ngon làm sao? Ngón tay, ngón tay đâu? Cao lên cho cô chú mới thấy. Đúng rồi. Cười cái coi. Cười cái coi, cười cái mặt cái dân đẹp coi. Cười cái cho mặt đẹp ấy, sao mặt buồn vậy? Cười cái mặt đẹp ấy coi. Mới ngủ dậy rồi con còn hơi chưa tỉnh táo phải không? Mẹ mua có mẹ có mua một cái chảo riêng về để chiên trứng cho chay luôn, mà cái chảo mẹ mua thất bại rồi chay ơi. Mẹ nghĩ mày sẽ kiếm cái chảo khác.
chả mày mua là bị Nguyễn thì thất bại rồi. Sao à, mày lấy khăn giấy cho mày con, khăn giấy nè mày con, khăn giấy để con chùi miệng chùi tay nè, chùi miệng nghe con. Đúng rồi, mày lấy bình nước eo xà cho đi nha. Uống nước, đồ nước em xà không mà chứ không uống nước thường nữa rồi. À, đúng rồi. You don't want to build a snowman. Rồi bỏ dưới đất đi con, bỏ dưới đất đi con. Ừ, đúng rồi, chừng nào khát nước là tự động. Ờ, đậy nắp lại, đúng rồi, phải đậy nắp lại. Đúng rồi, đó, nó phải đậy nắp lại, nó mới bỏ dưới đất đó, cô chú giỏi lắm á. Này con. Ngã miệng. À, lâu quá kia chưa có thấy cô chú, chưa cô chú chưa thấy chay ăn ha. Lâu lâu mình cũng phải làm clip ăn chứ hả chay. rong chơi rong rủi suốt ngày rồi. Da đen mịn nè, để mình massage cho chay nha. Massage tay cho chay nha. Để mày chọc lét chay. Xong rồi cái tắm rửa thay đồ đẹp ha. Tắm rửa thay đồ em xà ha. Đúng rồi. Ừ cái chân dơ, đúng rồi, cái bàn chân dơ. Đúng rồi, ăn xong. Đúng rồi, ăn xong mới tắm rửa. Đúng rồi, make up mấy đồ đó, đúng rồi, đi mua đồ make up đó. Đúng rồi, giỏi. Ăn xong phải tắm rửa sạch sẽ. Mặc bộ bẹp luôn á. Dạ đi con. Đút muỗng bự chà bá lửa ăn nhai nó hồng. Đút muỗng như muỗng người lớn vậy. Cái khăn giấy đâu? Khăn giấy nè, chùi miệng đây. Giỏi, rồi đưa đây cho mẹ. Yeah, she say, can you recall more of them playing together? I'm like, I know, right? It's so cute. Hey, Audrey, stay out here. Stay out here. Wow, good listener. Hey, Jadis, you see that? She really listened to her mom. When her mom said no, then she not doing it. See that? You gotta listen to mommy too. No, seafood can't be in the water, silly. Did you guys have a good weekend? Yeah. Oh, nice. Hey. Wow. Whoa. What color is that, Audrey? A pink. What? Blue. Good job. What about this? What color is this? Red. Good. Can you count to 10? 1 Where are you going? Stick it in there, you got it. Here, let me help you. Oh. Here, let me help you. There you go. Can you say thank you? Hey, Mom. Where are you going? Wow, look at me and look at her mom. I said mom. JD, what's wrong? Well, you look so sad. Audrey is home. Is it Audrey home? Yeah. Yeah. Aww. See, only you can understand your own kids' language. Yes, that's the thing. Oh, oh. Hey, gentle, remember? Yeah. Oh, okay, thank you. Okay. 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 Okay, and then wash your hand.
Trời đó. Đây, đây là chị Đại. How about pink? Chị Đại cắn chay. Yeah, chị cũng còn nhớ nhưng mà bỏ qua cho bạn. Chị là một người rất là bao dung và tha thứ. What color is yours, Jade? What color is that? Jade? What's that? That yellow. A yellow. Is it yellow? No, yellow. What color is that? It's black. Is it black? No, black. No, it's not. It's orange. Orange. Is it orange? No. What is it? Oh, that is orange. That is yellow. Is it? Oh, it's blue. I see. Okay, this is orange. That is yellow. Đúng. Yeah. And this is red. There you go. Oh, thank you. There you go. Girl. Yep, squeeze it. Squeeze it. There you go. Oh, rock, is it? Yep, squeeze it right here. Push it down. Có cái bàn đó không mà chơi, chơi biết chơi từ sáng tới chiều. You gotta squeeze it on the top of the puppy. Chay mới làm biến đứng bên đó mới ngồi không ha? Người thấy là làm biến tới nơi rồi mới ngồi ghế. Thank you. I got you. Got you. Oh, you got me. Mommy got you. Yeah, you got me. Mommy, look. Oh, wow. Good job, Judy. Mommy, look. Good job. Yeah, look. Mom, look. Yeah? Okay, do it. There you go. Whoa. Nice. Nice. Oh. No, JD. JD. Not so fast. Not fast. Yeah. You got her. Yeah, you see? You deserve it. You did it first. You did it first, JD. Có nghĩa là nó làm văng nước con rồi đó. Nào, có ba người làm biến, làm ba làm biến, ba ngồi ghế. Người và con người làm biến chưa? Người làm biến làm nhát, ngồi ghế. À, chuẩn bị xịt bong bóng rồi. Chuẩn bị xịt bong bóng thôi làm. Mà xịt bong bóng ra đó. Whoa, bubbles. Now you want yours? Okay. Yeah. Đó, hai đứa nó có hai con heo giống nhau, con heo chay còn màu trắng, con heo bạn này còn màu đen. Bạn đó chắc đem heo đi chơi nhiều quá. Heo thành màu đen rồi. Bong bóng machine, cái máy đó đó, xịt nước vô cái có xà bông vô đó là bong bóng nó tự nổ, tự phun lên. You guys go inside the house for what? What are we doing?
Uh-oh.